Brighton tự tin triển khai lối chơi pressing dù phải làm khách tại sân Vitality. Bournemouth bố trí hàng thủ số đông nhưng cũng chỉ trụ vững đến phút 27. Sau pha phá bóng lỗi của hậu vệ chủ nhà Kaoru Mitoma băng xuống bên cánh trái rồi chuyền ngang vừa tầm cho Evan Ferguson. Tiền đạo số 28 khiến Cedervi trầm trồ với pha đánh gót điệu nghệ, khiến thủ môn Neto bó tay. Mitoma nối dài mạch phong độ thăng hoa, tuyển thủ Nhật Bản góp công vào 13 bàn 8 bàn, 5 kiến tạo chỉ sau 16 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường cho Brighton. Mòng biển phòng ngự chắc chắn và tung đòn kết liễu chủ nhà ở phút 90+4. Cầu thủ vào sân thay người Julio Enciso thoải mái nhận bóng trong vùng cấm trước khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Ở tuổi 19, Enciso trở thành cầu thủ quốc tịch Paraguay trẻ nhất ghi bàn tại Premier League. Tài năng sinh năm 2004 còn đang nắm giữ nhiều kỷ lục như cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Copa Libertadores 16 tuổi và cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick ở giải vô địch quốc gia Paraguay khi mới 18 tuổi. Chiến thắng tại Vitality giúp Brighton thu hẹp khoảng cách với Tottenham xuống chỉ còn 4 điểm. Thầy trò huấn luyện viên De Zerbi còn trong tay hai trận chưa đấu cùng hiệu số vượt trội so với cả Manchester United lẫn Spurs. Trong khi đó, Bournemouth dậm chân ở vị trí thứ 18 với 27 điểm. Cuộc đua trụ hạng Premier League mùa này diễn ra khó lường khi khoảng cách giữa đội đứng thứ 20 với đội thứ 13 chỉ là 6 điểm.